Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là hộp đựng giàn lạnh phía sau xe và liền với hộp đựng quạt giàn lạnh phía sau xe của xe Toyota Innova từ đời 2006 đến 2012. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Toyota có chi nhánh tại Thái Lan, trực thuộc tập đoàn Toyota. Đây chính là hình cận cảnh của chiếc hộp anh em nhé. Đây là hộp này, đựng giàn lạnh này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy, đây là phần bắt ra co ra giàn lạnh này. Và đây là cái điện trở quạt gió giàn lạnh này. Và đây là quạt gió giàn lạnh. Đây, anh em chờ em một chút. Đó. Đấy ạ. Đây anh em nhìn thấy không? Riêng với cái hàng hãng này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng nhé. Trừ đó, anh em nhìn thấy không? Đây, quạt của nó rất là xịn luôn. Đó. Đây là hướng ra gió của nó này. Đấy. Đây là em bóc hộp ra để cho tiện cho anh em dễ nhìn thấy luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là cái mã sản phẩm nhé, Toyota 88500-0K này. Đó. Đây là quạt Denso này. Đó. Về cái dòng sản phẩm này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Riêng về nhựa thì với Toyota đã lựa chọn cái dòng nhựa ABS cao cấp đặc biệt để sản xuất cho là ngành linh phụ kiện phụ tùng. Đây là cái điện trở của nó nha anh em nhé. Đó, đây là cái điện trở này. Đó, đây là cái dơ le. À, cái dơ le này là để bảo vệ quạt anh em nhé. Bảo vệ quạt này này. Đó, mọi người mà có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bên em có hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.